Đây là hôm nay là mùng 10 tháng 7. Đây là một đôi zin em gửi cho khách hàng ở Thanh Hóa. Em bón được một tuần nay rồi. Bắt đầu tập mổ rồi. Thì khi mà đi thì em cho ăn cho uống trước cho nó khỏe mạnh. Đây là một đôi zin. Đây là đôi zin. Rất là đẹp. Vào hang đi. Con này nghe vẻ rất hợp tác. Đây. Con cái đây. Lấy kim vòng. Lấy cái vòng để đánh dấu con đực cho chú. Đây là một đôi zin cùng bố cùng mẹ bón được một tuần nay rồi, về về Thanh Hóa cho các bác. Bác về bón thêm khoảng 5 ngày nữa là mổ cứng. Quay đi.